Nếu các bạn yêu quý mình thì đừng quên là hãy nhấn vào nút đăng ký kênh và hãy nhấn vào biểu tượng hình cái chuông bên tay phải để có thể nhận được thông báo về những video mới nhất của mình nhé. Ok. Chào mừng em đã quay trở lại với channel của mình. Và hôm nay sẽ lại tiếp tục với con game đấu trường robot, và như mình đã nói thì chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng hoàn thiện tất cả những cái thử thách trong con game này. Và hôm nay thì mình sẽ đến một cái thử thách vui nhộn nhé. Đây sẽ lại tiếp tục là một thử thách rất là vui nhộn này. Chúng ta đã hoàn thiện được 3 thử thách rồi. Và hôm nay mình sẽ đến cái thử thách có tên là Random Upgrade Challenge, tức là chúng ta sẽ không được chọn lựa cái upgrade nữa mà nó sẽ là random nhé, tức là nó sẽ là ngẫu nhiên. Nó sẽ không biết là nó sẽ update theo hướng nào và nó lại khá là nó sẽ rất là nhảm lờ đấy. Rồi, và để xem là cái thử thách này nó nhảm lờ đến mức độ nào và nó khó như thế nào thì chúng ta sẽ quẩy nhá. Ủa, mới vào nó bắt dùng búa kỹ sư mày. Không biết được mình có đổi ra ấy không? Chết cha rồi. Không đổi ra được rồi. Không đổi ra kiếm rồi. Nó thật có khi chơi búa đấy, mình còn khỏe hơn cơ anh em ạ. Chơi búa với anh à? Chơi búa với anh cả cưng. Thật luôn, bây giờ mình chơi búa hơi bị gọi là lành nghề. Nào, nó sẽ lên gì đây? Như vậy như chơi sổ số. Mẹ clon, may quá, có một clon rồi. Thật như chơi sổ số luôn. Mình không đổi được sang cái kiếm các bạn. Đấy, ba bức tượng của mình. Random mà, đúng không? Random thì phải gọi là quá khó đi các bạn ơi. Đây rồi, đây mình sẽ chờ đây, bọn nó sẽ ra đây đúng không? Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Đập trượt này. Đây mình sẽ cho chúng nó qua đoạn này nhá. Đây, chạy qua đây đi mẹ. Hê hê. Mình tỉnh mãi linh. Rồi, chúng ta đã chất tinh chào đến bạn thứ hai. Và mình hy vọng là mình sẽ được upgrade vào cái jetpack các bạn. Hồ quá. Jetpack. Ammo à? Amor cũng được. Thật sự là cái random upgrade này nó khó đấy. Tại vì nó không theo ý mình mà. Mình bây giờ chỉ cần cái jetpack thôi. Mình muốn chạy nhanh. Hay được. Thì vẫn phải lên giết con cung trước. Giết cung trước các bạn. Đấy rồi. Mày quá là bắn trượt. Mày này. Nó vừa chém chết con bạn đó rồi. Chưa, lên đây nào. Lên đây nào các cưng. Lên đây nào các cưng. Lên đây nào. Đấy, nói chung là gì chứ, nếu mà thực sự là chơi búa thì mình tin đấy. Thì lần trước chơi búa là mình đã vô địch rồi mà. Mình cũng hàng khủng rồi. Các bảo là thánh đập đá ở đây. Chúng ta là thánh đập đá rồi. Rất mạnh. Tít mẹ vào bâu để làm cái gì? Bâu, thật sự là bâu không cần thiết luôn đấy. Rồi, lại búa đi. Như chơi sổ số vậy. Lần đầu tiên là mình chơi đấu trường robot lại như chơi sổ số. Chết một bé thứ hai. Ui, nó chết. Chơi. Rồi, mình đã giết được con gì chưa? Rồi, chết à? Mình sẽ phải đi vào gần nó bắn ạ. Rồi, ôi, nó chưa chết kìa. Rồi, hết rồi, hết chắc ra rồi. Chết bạn ơi. Chết chưa bạn ơi? Bạn sống dai chứ bạn ơi. Ủa rồi, chết rồi. May quá, có cái cung này cũng lợi thế hết. Mày này bắn cho ba bốn phát không chết rồi. Từng con là một. Ui rồi. Từng con là một, bây giờ là chấp luôn. Easy game. Nói chung là có cái cung tính ra cũng lợi thế phết. Mình cảm thấy là có cung lợi thế đấy. May quá. Quả này thì rất cũ. 20 bàn đó. Đùa tao à? 20 bàn. Z back. Đừng support. Rồi, lại clone cũng được. Đừng vào support là được.
mình sẽ dùng cái này đi, tạm thời dùng cái này trước. Bắn chết con nào trước thì cái đấy cũng là tốt thôi. À đây rồi. Ô, các bạn nhanh đấy. Hình như là mình khi mà mình vừa xuống thì chúng nó tự đập nhau chết hết rồi sao? Hoặc là mình khủng quá kiểu chúng nó tự tử cho nhanh ấy, kiểu trong đầu chúng nó nghĩ là ui, thầy khủng quá lìn ấy, nhà thôi quyết định là chết đi để khỏi phải đánh nhau với nó, đằng nào cũng chết thì là chết trước cho đỡ nhục, mà thà chết nhục còn hơn sống vinh kiểu thế. Không, đúng rồi. Nếu anh em để ý thì chúng ta đang lại chơi một em hồng cả tính, nhưng đây là hồng nhạt thôi. Z back. Mà sôi muốt thì để làm cái gì? Thật thì bây giờ mình đang chơi quen búa rồi, mình không muốn nào. Mình không muốn vào sôi muốt tí nào cả. Thật sự nó không cần thiết. Chết một bé, anh em phải thấy mình đỉnh không? Úi rồi, cái kia là đúng rồi. Mình phải bắn nguyên cung trước. Úi rồi, mẹ, có vậy. Mấy các bạn, mình sẽ phải ra giết nguồn cung một trận. Rồi, có vẻ như đã chết một con. Chết thật rồi. Ui, gãy chân tôi rồi. Gãy chân tôi rồi. Ôi, rồi. Thôi ra đập đi cho nhanh. Ui. Mày này. Ui giời, mày thế. Ui, đu rồi. Lên. Hỏng bố nó tắt tôi rồi. Tôi què cu tôi thì làm gì cho đời đây. Rồi, con kia. Con kia chết chưa? Mày này, bố láo, bố xiên. Què rồi. Chỉ tại cái mắt lìn kia bây giờ mình què rồi. Chạy chậm lại lìn. Thôi quả là chết rồi anh em ạ. Ờ, thà chết đi để mình có lại cơ thể lành lặn còn hơn. Mẹ chạy chậm như thế này thì lúc nít mình lúc nào chả được. Mình trông Sida mà. Thôi quả này thì Z-Pack. Không, mình không thích Z-Pack nữa rồi. Z-Pack hoặc là... Thôi kệ, Z-Pack đi, mình vẫn cần Z-Pack. Hoặc là Energy. Tại sao lại không làm búa nhỉ? Mình ghét kiếm. Mình không cần kiếm lắm. Lửa làm quái. Kiếm lửa thì để làm gì? Không cần thiết nhưng mà. Trời ơi, thân thể ma dại, tàn phế rồi. Comment Tatron, why did we name our difficulty tiers after these terrible medals? They won. Ui, thấy chưa? Nói chung là què nó khổ thế này. Rồi bây giờ thì có quả này vào thì mình cũng nói thật là cũng không cần yên tâm cho lắm đâu. Thật sự luôn, kia bây giờ nha, bây giờ khi mình vừa lên cái xong bắn luôn này. Đấy, giúp thì phải được hút, nó thẳng cho mẹ, nó thấy chưa nhanh. Đấy, là vào đây là phát đây. Ui rồi, mày quá, ui rồi. Bay qua bên này đi. Đấy, bay qua bên này đi nhanh, đó là bọn nó, ui rồi, bắn tao à. Tao sao được em ấy. Mình sao được bạn ơi. Né. Bố láo xiên. Bắn tao á. Mày tưởng không có cung á. À. Mày à. Ui trời. Ui. Mẹ quả đấy đập vào tường. Lìn. Mặt mấy rồi? Mặt 7 rồi. Quả đấy đập vào tường anh em ạ. Bực mình không? Quả đấy mà đập trúng nó quả đấy. Mình sẽ bắn cái con kia 2 phát. Rồi chưa chết à? À đây rồi. Đập vào đây đi. Ở đâu rồi? Ui rồi. Mẹ, chạy. Ui rồi. Đây. Rồi lại què rồi.
Đụ con là má. Rồi, chạy đi. Ê, chạy đi còn hơn là đứng im. Úi rồi. Ôi, quả này lại giết tự nhiên rồi. À. Rồi, chết rồi, phải chết chắc rồi. Ui, chết chắc rồi. À, mày, vào đây. Ui, rồi. Kiểu solo cung ấy. Ui, rồi. Rồi. Cơ hội, gì? Hết energy. Ui, không ăn được. Ui, ai đây rồi, cơ hội tôi rồi. Mày này. Rồi, ok, mày quá què quặt thế này, chỉ hy vọng là có một clone ra thôi. Tiên sư con nhện này. Ui dồi, anh nghe thấy không? Anh không sợ điều vãi cả lìn đấy. Thật sự luôn. Quả vào đây chết ngu quá, đập một phát vào tường. Cái búa đúng là có hạn chế của nó. Tại vì nó quá dài, nên là nếu mình gần tường quá thì mình sẽ đập vào tường và con đấy nó không chết. Làm ơn, bây giờ mình chỉ cần một clone thôi. Chỉ cần một clone. Clone bạn này, hoặc là repair. Repair thật đấy anh em ạ. Ôi, làm gì có ai hên như tôi. Hết 4 điểm rồi. Đấy, clone thật luôn, đỉnh vách cả trưởng ạ. À đâu, repair chứ, ước gì được đấy. Rồi là để xem màn này như nào nào. Ôi, bà này căng này. Ôi, nó nhảy lên kìa. Ui, ôi. Căng, đây đi vào đây. Ui, nó né hay thế. Ui rồi. Ui. Anh em thấy không? Mình đập trúng nó rồi nhá. Đập trúng nó rồi đấy. Mà nó không chết. Shit man. Thôi chơi lại đi. Chúng ta đánh bằng 8 rồi đấy. Bây giờ phải chơi lại từ đầu. Hot Pink à? À đây rồi. Blackpink à? Ờ. Không biết là có Blackpink không nhỉ? Đúng rồi này. Đen và hồng. Đây chỉ là Blackpink em ạ. Liệu Blackpink á, đây rồi, mình dùng cung à? Rồi, dùng cung là phải bắt rồi. Một bé chết. Hai bé chết. Đấy, bây giờ nói thật là nếu đã có cung trong tay thì mình nói thẳng ra là cũng tự tin lắm. À, ba con. Vào đây, chỉ đợi anh hồi chắc ra là các chú chết. Ôi rồi, một bé gãy tay rồi. Chết bạn này. Chết đi bạn ơi. Ôi chưa chết à. Bạn sống khỏe bạn này. Vậy thôi vậy mình dụ hàng qua đây vậy. Ôi. Mẹ. Ôi nó lại nhảy kìa. Đùa tao à. Ý nhô bố lao. Rồi quả này chúng ta dùng cung này các bạn. Hy vọng là mình sẽ lên thêm một chút. Nó rất là hơi khoai đấy. Cảm giác khoai lắm. Yes, the Death Cube is a marvel of level design. Let's watch the human pair. Vào đi đây. Ui. Chuẩn bài luôn em ạ. I wish upgrade. Trên cung lại còn có 2 energy thì chuẩn bài quá rồi. Hy vọng tí nữa mình sẽ lên 3 energy. Ui chết luôn à. Mẹ. Ôi, bạn đã chết luôn rồi. Còn là bạn nào bạn ơi. Ủa anh nhìn không. Này. Mình chém bay đầu chó trong tư thế kiểu rất là kiểu cố gắng. Còn một nữa rồi. À đây, còn hai con đây. Nhảy làm gì bạn ơi. Đấy. Ồ. Nhảy làm quái. Đấy là chết. Ta đến lúc level 2 rồi. Cái này tận 20 bàn cơ. Sợ là nó rất là khó. Khó gấp đôi những bàn cơ. Tại sao lại nhiều bàn như vậy nhỉ? Tại sao nó không chỉ là 10 bàn thôi?
Rồi, cờ lon tuyệt vời lắm. Đúng như mình, những gì mình dự định luôn. Nếu như ở những cái bản bình thường ấy, mình một là nâng cờ lon, hai là nâng chất mạch. Và cờ lon là rất là ok rồi này. Ôi, easy game, mình còn chưa thèm đi ra đây luôn. Khoan đi. Rồi để xem nào, là cái gì nào, ba ADC này, nghe em tìm được không, ba ADC này. Rồi, armor à, ok đấy, armor à, cũng được. Armor thì cũng ok thôi, chả có gì tồi cả. Đó. Nói chung là cũng là đỡ cho mình rất là nhiều luôn. Gần như là đỡ cho mình hẳn một mạng. Silver tier. À, mình nhớ màn này là có cả một con bắn cung nữa đúng không? Ôi chết luôn rồi. Buồn đấy bạn ơi. À đây rồi, mình sẽ chờ, và mặt lên này. Nói chung là đứng yên một chỗ ạ, đứng yên một chỗ thì chết đi. Đây mình sẽ chờ được bạn. Chết đi bạn ơi. Rồi có cái này nè, con này nhí nhố bố láo. Bố láo bố xiên, ôi kia chết. Rồi đi đuổi ra đây tí các bạn. Thấy chưa, anh nghe thấy không, mình chỉ nhắm vào cổ mắn thôi. Mắn ở đây, chờ cái này, à thôi đi bỏ lần. Để xem nào, chúng ta sẽ ước gì nhỉ? Trong đêm giao thừa, đây sẽ là đứa ước thứ 7. Mình sẽ ước là có 3 energy. 3 energy. 3 energy. Ồ, cũng được, cái này là nó tăng kiểu ấy lên. Búp cho mình cung khỏe hơn, 200% điện. Cũng tốt. Rồi đi lên nào, bàn mấy nhỉ? Bàn thứ 5 rồi. Nếu như mình đứng ở đây thì con cung nó không bắn mình đúng không? Đấy, mình sẽ đi ra đây cho con cung kia nó bắn trước lên mặt lờ kìa. Ui, đúng lúc nó nhảy xuống chứ. Né. Đấy, sởi ơi, đỉnh cao. Bạn ơi, bạn làm gì mình nhất bạn ơi? Ôi rồi, bạn đập mình à? Bạn căng quá bạn. Ủa rồi, bắn 3 phát và chúng nó nhảy, nó né cả 3 luôn. Rồi, chờ. Này thì cứ đi thẳng ở đây thôi. Này thì một té đứt cổ nhá. Rồi các bạn. Hai bạn nhé bạn ơi. Bạn thứ 3 nè. Từ từ đã, xếp hàng. Gì vẫn phải xếp hàng. Không được luôn nóng, là dùng tốc mới đạt đấy. Chết. Chưa chết này, đấy anh em đi cho. Chỉ bắn vào đầu thôi. Headshot. Ủa vậy. Mình chơi đến bản thứ 5 thôi mà mình cảm giác như là mình không thể qua được bản thứ 10 luôn đấy. Qua được bản thứ 10 cái con game này thực sự là khó. Phải vậy. Death waits at the summit. Nào, tiếp tục đây. Cố gắng thôi chứ bây giờ thì cũng không hy vọng gì nhỉ. À, arm time, ok, cái này là giúp mình ngắm thấy hơn. Đại khái thì nó không búp vào bố, nó không búp vào kiếm là được. Chỉ búp vào cung thôi. Là khá là ok rồi đấy. Nhưng mà mình vẫn muốn có thêm 3 energy để bắn cho nó sướng. Từ đã đứng đây ngắm này. Đấy, anh em nhìn thấy cái đầu đằng kia không? Ê, chết luôn. Đây rồi, từ từng con số 1 mình sẽ chờ từng con số 1. Bạn vui tính quá bạn ạ. Đấy, anh em nhìn thấy đầu này không? Mình sẽ bắn từ đây nhá. Ôi, nó né kìa. Các bạn điều khí. Ui dồi ôi, ba bé. Rồi lên trên này dụ hàng thôi. Hết chưa? À, còn con trẻ rồi. Đây, mình sẽ bắn lên trên này dụ nó. Nó sẽ nhảy từ chỗ mình ngay mà. Nói có sai đâu. Đây, đứng ở đây chờ. Ui! Mẹ địch vậy bạn ơi.
Wow, con này nó có khả năng gọi là phản đòn lại mình đấy. Ui, ui. Chạy. Thật là con này phải chạy các bạn. Thể hiện trình độ parkour người của mình. Rồi, lên. Giúp thì phải được khúc. Giúp thì phải được khúc. Wow, may mà né được nhé. Ui rồi. Mẹ thì sư đó chứ. Các thằng. Ôi, thôi đi xuống đi. Các bạn của anh ơi. Đấu nhau con này thực sự khó. Tại vì mình không có búa hay không có cái gì hết. Đấy, lại bị được phản đam này. Ui đấy. Rồi chạy. Bạn ấy căng thẳng vãi lìn. Đây bạn. Ui rồi. Thật sự là con này nó có cái skill khỏe vãi. Rồi, mình sẽ chờ nó đây. Ui thôi mẹ nó. Thật sự luôn, mình không thể thắng được con này. Mình không thắng được đó. Nó cứ có cái trò phản đam bị bố ai mà thắng được. Ui. Ý được quả, đợi vào gần mình sẽ thử bắn vào chân nó sẽ. Con này nó giống như kiểu là cái gì? Người ta gọi là khắc tinh của mình. Đúng vậy, nó là khắc tinh của mình. Mình bắn vào thì nó có cái trò mà đẩy ra. Wow. Ok, thì chắc mình sẽ thử cày để xem số đam lên được khoảng bao nhiêu đấy nhá. Yes, these fire bots have style. Ok rồi, và hiện tại thì mình đã chơi đến bàn thứ 15 rồi. Và nói chung là thân tàn ma dại phải qua được repair lại rồi. Thế với anh em là những cái bàn này nó có vãi cả trường luôn. Hiện tại mình đã chơi đến bàn 15 và hiện tại rank của mình là rank Titanium à. Chúng ta còn 5 bàn nữa sẽ là phá đảo, nhưng mà thật là mình không làm hứa với anh em đâu. Mình không làm hứa với anh em đâu. Mày này, bố láo cũng tên. Ô, không nổ à? Rồi, nổ rồi, sợ quá. Đứa đây hồi chakra đó. Đây có thằng nào mặt mình à? Đứa đây hồi đấy các bạn. Hồi đầy cái này rồi, tí nữa mình sẽ tiến lên và cái này nó sẽ mở ra. Nên mình không ngu đâu mà chạy đến trước là gì cả. Hồi đã. Không vội. Bây giờ là không được vội. Bàn thứ 15 rồi và mình chỉ còn một mạng nữa là mình không ạ? Vừa nãy là mình đã có rất nhiều clon. Nhưng mà nói thật thì khó quá. Nên là đã chết mất 2 clon rồi. Vào đây bạn ơi. Vào đây bạn ơi. Ui. Mẹ. Ui. Hình như mình hơi có duyên quá. À, cái kiếm lửa này khi mình chém vào người thì nó sẽ gây cháy. Suýt nữa thì đã thắng rồi. Bàn thứ 15 rồi. Rank Titanium luôn rồi. Wow. Ok thì thật sự là 20 bàn thì nó khó quá anh các bạn.
các cái thử thách khác ấy, nó chỉ có 14 bảng thôi, nên là nếu như tính theo các cái số bảng của các thử thách khác thì mình cũng đã vô địch được cái này rồi, nhưng mà nó 20 bảng thì nó quá đáng quá thể luôn, đúng không? Thử thách làm gì mà tận 20 bảng thì đúng ai mà chơi thắng nổi, là 15 bảng là mình đã rất là cố gắng rồi. Anh em mình sẽ tua nhanh cái đoạn mình chiến đấu trong vòng những cái bảng trước, anh em thấy là mình đã kiểu vất vả như thế nào, khó khăn như thế nào. Ok rồi, và chắc là video này mình sẽ kết thúc đây thôi. Và anh em thấy thích con game này thì hãy đồng hành với mình để mình có thể phục thù và thực hiện hết những cái challenge ở trong này. Mình sẽ cố gắng phá đạt, chỉ là cố gắng thôi chứ mình không dám hứa trước, tại vì thật sự nó khó quá. Ok được rồi, và đừng quên là hãy nhấn nút đăng ký kênh của mình nhé. Bây giờ thì bye bye. Nếu các bạn yêu quý mình thì đừng quên là hãy nhấn vào nút đăng ký kênh và hãy nhấn vào biểu tượng hình cái chuông bên tay phải để có thể nhận được thông báo về những video mới nhất của mình nhé.